Nay chủ nhật giờ cho mất xin phép mất đi ngủ đuối lắm rồi. Hai mắt của tôi bây giờ nó mở hết lên này. Hẹn anh em vào lúc 2-3 giờ chiều chúng ta leo răng leo cao thủ vậy nha anh em. Rồi bây giờ nè, bây giờ tôi để cái bóp của tôi ở đây, trong bóp của tôi là có chứng minh nhân dân, cà vẹt xe, bằng lái, thẻ ngân hàng và 10 triệu Việt Nam đồng, tôi để làm chứng. Ok chưa? Đấy. Chứ mà anh em đàng hoàng, nếu như mà 2-3 giờ tôi không ngon á, anh em lấy cái bóp tôi anh em làm gì làm. 2-3 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2021. Ok chưa? Vậy nha anh em. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Alo. Lên. Thợ liền. Thợ chưa? Chấm hỏi quá trời. Được chưa? Ghê không? Uy tín không? Nè, cái bóp vẫn nằm đây. Ok chưa? Việt Nam nói là làm anh em. Che mát hả? Ok. Ui con cá này con cá gì mà đó lè đó lét kìa. Sợ quá anh em ơi. Sợ thiệt chứ. Mà sao nó chết á? Bây giờ mà nhắc tới cá tôi sợ lắm. Phía này đuối rồi, phía này đuối rồi. Phía này chịu không nói nhiều với là anh Cường bãi lưới rồi. Lụm nó liền. Thôi bỏ, bỏ. Gì vậy? Có một người từng nói có những chuyện chỉ giờ này chơi có khi lại lên KC2 đó anh. Đơn giản hóa vấn đề, sao lên cao thủ khó vậy Mus? Cảm ơn Steven Lee với lại chú Họa nha. Ơn giời, C7N KC1 của tôi đây rồi. Rồi sao sống? Double kill liền. Quá hiệu quả luôn. Tính tiền. Tính tiền cho anh Cường mấy núi. Chầu này anh bao. Mấy đứa cứ ăn uống thoải mái đi. Thường nghe Amos là y kênh chat FA đông lắm, nhưng y kênh chat ạ, chúng ta có thể FA, chúng ta có thể không có ghệ, nhưng rồi chúng ta nghe cũng sẽ bạn có vợ, nhưng phải lúi KC forever. Cảm ơn Song Lê nha, Song Lê. Trời giờ này đồ này mà nó cũng đâm tôi được nữa. Anh ơi, lên cao thủ kiểu gì hả anh Cường Kim Cương 1? Cảm ơn đô nha em. Đâm đi, lát tao lên cao thủ rồi đừng có chầm trồ nghe chưa. Ui sợ thế. Anh phải đi mỉa. Ủa anh đánh hạt co dữ vậy. Nó giải à. Anh em cho hỏi mua dao ở đâu chứ nãy cầm phóng lợn đâm mà không có thấy Amos si nhê gì cả. Cảm ơn Song Lê nha em. Con tim anh bây giờ nó không khác gì sỏi đá em mà. Đâm để mà thấm vào được người anh bây giờ khó lắm. Bây giờ em phải lấy mấy cái con dao mà được làm bằng xịt kim cương ấy, đâm thì may ra. Trăm năm kiều vẫn là kiều, Amos lên cao thủ là điều khó tin. Thơ gì ngang vậy? Không phải là trăm năm kiều vẫn là kiều. Mới lên cao thủ trong kiều đâm này vào thôi. Mông ổng ấy. Về, đi về. Ui con sư nam thế. Nó anh bảy không chọn kim cương một, kim cương một chọn anh bảy mặt cười. Cảm ơn tiếng truyện nha. Thằng này tên hay vậy, tiếng truyện. Một người vì mọi người vì một người, vậy nên anh Merz hãy ở lại KC1 vì các viewer đi ạ mặt cười.
Amos lên cao thủ GM đang đợi A nè mặt cười. Cảm ơn Huy nha Huy. Ui đồng đội từ đâu ta? Sao hai ba thằng đứng bên này vậy? Ai có nhu cầu dịch vụ đút hay chơi dầu thì liên hệ tại số. Vigo đi. Đồ ăn được 4 lính sướng ha. Ở lại có trụ luôn. Vin có tì tôi không ta? Chắc nó không đủ trình đâu. Trời ơi, loan. Mết mà dễ ăn thì mấy cái con cá cha trong kênh đồ này nó táp hết rồi bạn ơi. Tụi nó đang dưới gồng hết rồi. Đánh nhà cho anh. The brother are watching thì cho Musk một like đi ạ. À.